có được cái sự ổn định và cũng không cần quá nhiều cái sự đột biến. Đây là một đội hình mà nếu như Pavlovic họ kéo được qua khoảng thời điểm tầm phút thứ 15 và đến con Vi, và với một cú tạt xuống đường của mình, cái khả năng bắt vào mục tiêu là tương đối đơn giản. Ở đây Jack bị kẹt lại, anh ta một cú húc nhưng anh ta đã bị hình như húc vào tường hay như thế nào đấy, mà bây giờ thì dính một cú máu độc, và đó là điểm chiến công đầu rất đơn giản vì chỉ có xe bèo. Và anh ta húc đúng vào cái tường của anh ta tạo ra và anh ta nằm xuống trong một tình huống đi kiểm soát mắt. Đường trên thì người đang bị chọn là mục tiêu, đó là coi coi có thể chống hai được hay không đây. Coi không chống hai được và trao là người có điểm hạ gục hơi tiếc. Và đó là lý do tại sao mà họ đang có quyền kiểm soát ở khu khai sứ giả. Đồ 128 đang đứng một góc hơi khó. Anh ta đang muốn ăn con người đá của đối phương, nhưng bây giờ cái tóc biến góc này sẽ là cực kỳ xấu. Và Lee Sao là người có điểm hạ gục, vừa thả luôn cho mình con sứ giả. Đồ 128 đứng đằng sau lưng để back up. Và anh ta muốn bắt vào vị trí của Yusa. Yusa vẫn sẽ còn cho mình những tình huống truyền máu. Anh ta bị tóc biến lên dùng sát thương, hình như là mất cho mình cái khiên phép từ trước đó rồi. Và SkyFL là người có điểm hạ gục. Nhìn xung quanh khu vực những mục tiêu lớn như kiểu là sông, như kiểu là khu vực hang Baro nữa, đều tình huống mở đến từ vị trí của Trào. Lượng sát thương cống gì ở thôi, chưa phải là những tình huống lao thẳng vào đến từ các thành viên bên phía của Pavlovic. Hỏa dương hiệu triệu được gọi, thêm một công cụ nữa mất đi. Và lượng tài nguyên mất đi này là rất nhiều đến từ bên phía của J-Sport, khiến cho họ đang không còn nhiều khả năng để có thể can thiệp ở khu vực hang sứ giả. Xin lỗi là hang Baro nếu như nó mở. Và đó một tình huống mở, họ bắt vào vị trí của Wave 3 phía bên kia lặn hồ máu. Và Sakaya cũng đã ra tranh trong pha điều này, nhưng ta hoàn toàn có thể quay ngược trở lại. Và đó một khu vực đứng giữa, trụ hoa cũng sẽ là trong tầm tay mà thôi. Và liệu rằng có thể đánh trả được hay không, công giờ sẽ là hơi khó. Mất đi cho mình lặn đồ máu, nhưng Chao đã chặn hoàn toàn các thành viên bên phía của phần của J-Sport ở đây. Phía đang này, công đang trả ra tương free. Và đó là một tình huống thi đấu mà các thành viên J-Sport cũng đang đánh rất mạnh liệt ở trong pha điều này. Họ lao lên, họ có thêm được cùng thứ hai của mình. Xin cho mời cũng lại tóc bị dồn sát thương, tóc về được, nhưng bây giờ thì coi đang giữ máu con rồng. Vẫn còn lượng trừng phạt từ Hill 3, vẫn còn vị trí của sinh đô 7. Con rồng thì sao? Con rồng nó dành cho các viên bên phía của J-Sport, nhưng họ đang phải lùi khi dịch chuyển đã tới đến từ vị trí của Redditon. Yusa bị giữ chân lại, anh ta mất khiên phép rồi và mất cho mình cú tóc biến, và tóc biến lên làm choáng của đầu. Nó giữ chân được Yusa và Yusa nằm xuống. Có rất nhiều những nguồn tài nguyên, những công cụ để giúp cho đội hình của Pavlovic có thể bóc được cái lớp khiên phép này dễ dàng và tiếp tục hết một pha điều nữa. Chào mở quá tốt với con bài Alistar của mình. Chắc chắn đây sẽ là một con tướng mà có lẽ rằng là J-Sport cũng sẽ phải nghĩ việc cấm ở trong bản điều thứ hai. Khả năng mở, khả năng ramming nó đều là quá tốt. Game thì có lẽ rằng với Sabrina cũng gần đó là Vladimir thì đội hình của J-Sport cũng khá nhiều những công cụ để có thể giao tranh sòng phẳng với đối phương. Đang muốn chờ đối phương của một cánh trên thì vẫn đang là trên hướng BK. Trao đổi chiêu thức vào vị trí của Thoát. Thoát đã ủi hút rồi và sát thương đến từ đội hình bên phía của Thoát Viên đang là nhiều hơn, nhưng công bị chọn là mục tiêu. Anh ta bị đứng lẻ so với đội hình còn lại, nhưng cánh trên đã có chiến công đầu từ trước. Trước khi vị trí của công nằm xuống, một đối một sẽ là hơi khó cho vị trí của Linh Sao. Bây giờ thì Thoát bị giữ chân lại, Thoát không có sát thương. Ui, cúi đá tới hai người của Sinh Đô 7. Thoát là người bị bắt lại và họ giúp cho cái mục tiêu về mặt sức mạnh của con nó sẽ trở nên cao hơn. Những khu vực đứng dưới này một thứ bắt tốt đến từ các thành viên của Trey Esports khi mà họ kết hợp đến từ hỏa diệu triệu cũng như từ một biến rồng nữa, lượng sát thương bồi vào là đủ. Bây giờ thì cũng sẽ là một thế, có lẽ sẽ phải lùi về. Tóc nãy giờ cứ liên tục bị cấu máu, đây là tại sao mà đội hình bên phía của Phantom vẫn đang nhử, mà họ nhử thành công. Đó là vị trí của còi, còi biến mất khỏi bàn rồi chỉ trong một nhịp combo tới từ đội hình của Phantom Phoenix. Đối phương thì vẫn đang có những quả bom nổ chậm mang tên SkyFL và công. Hill 3 bị bắt lại, Hill 3 bị dùng CC. Hill 3 không tỉnh được và Hill 3 nằm xuống. Chỉ công nó dành cho vị trí của công hai một lượng máu. Anh ta có một tình huống truyền máu hay vào vị trí của công, nhưng công vẫn còn lấp giáp đến từ siêu hùng giáng thế. Xin đồ bài ép tóc bị của còi. Con Baron vẫn đang được ăn, xin đồ bài đã về lại rồi. Một tình huống lao lên từ vị trí của Chao, muốn giữ chân từ đây. Đã có Baron dành cho đội hình bên phía của Vantage Phoenix. Họ chèn ra đánh người, khi mà sát thương của họ đây là quá nhiều. SkyML lao thẳng vào với cú double kill cho anh ta. Sông bầm đã dính rồi, xin đồ bài có thêm hạ gục. Yusa là nhạc nhân cuối cùng, nhưng họ anh ta không nằm xuống. Lấy nốt đi, dàn trụ hai của đối phương cũng được trên chỉ có một mình ba và tôi, khả năng phòng thủ sẽ không phải là quá nhiều. Đường dưa này thì với công tốc độ bảo trụ cũng sẽ là rất nhanh dành cho bên phía của Phantom Phoenix. Và một tấn công luôn trong pha thi đấu này. Đối phương và bây giờ thì bị đá lại bởi độ long cước sát thương dồn là đủ. Tiếp tục lợi thế máu của còi xong rút về. Sát thương rõ ràng là quá nhiều đến từ người từng chơi đường giữa bên phía của Phantom Phoenix. Còn bây giờ là pha chèn trụ ba đến từ đội hình của Phantom Phoenix có hơi xài quá hay không đây. Họ không có lính. Chào bị dồn sát thương. Chào sẽ là người phải bỏ mạng lại. Nhưng cái gia chính của các thành viên J-Sport thì không có chân để chạy và 2-0 nhanh cho Phương Hoàng Lửa. Và đây sẽ là một ván đấu mà với Dragat tôi nghĩ rằng Tắc hoàn toàn có thể sẽ là một trong những điểm nổi bật đến từ bên phía của J-Sport. Và
đánh nào mà họ có lợi thế cả là Shinzo 7 có mặt ở đường dưới luôn. Và giờ thì cú chiêu cuối hoảng sợ rất đẹp, mọi người nằm xuống, đó là Clark không u ớ được gì cả. Chiến công đầu rất tuyệt vời luôn, nó dành cho vị trí của Công. Chưa kể là Yuri nhẹ khu vực cánh trên cũng chỉ mang thế, chắc là có một xíu máu mà thôi. Lee Sao thì người bị chọn lại là mục tiêu, anh ta còn thần cá sấu nhưng vẫn sẽ còn khá nhiều thứ. Hoa Dương Hiệu Triệu đã được gọi lên cánh trên, Lee Sao vẫn tốc biến về được nhưng vị trí của Shinzo 7 thì không còn, nhưng Hiệu 3 cũng sẽ phải đổi mạng. Điểm hạ gục dành cho vị trí của SkyFL của mình xem băng tới là khá trễ, và như vậy là 1-1. Nhưng cũng đang không thể nào chống đỡ được trước Công. Hiệu Triệu được gọi ra, và bây giờ thì người đang bị giữ chân đó là Tok nằm xuống. Và Yuri cố gắng bắn, pha tốc biến làm choáng từ vị trí của Lee Sao, gỡ ạt được một mạng, đó là vị trí của Vladimir. Nhưng thứ mà Phoenix Phoenix sát thương vào. Bây giờ một tình huống đẩy, và đẩy rất đẹp nhưng mà vẫn có tình huống tốc biến. Con coi thì hết năng lượng, anh ta cố gắng bắn và sau khi bắn xong thì anh ta cũng nằm xuống. Điểm hạ gục có cho trực SkyFL. Chào thì vẫn chống chịu được, kiểm soát tiếp được con rồng thứ hai ở trong bán thiếu đài đo, và trong mình đó là chiến binh cận tế lên ta đang lao vào, nhưng khả năng cấu diệt đang khó chịu đến vị trí của con bị đá ngược trở ra, có lẽ anh ta cũng sẽ không thể chịu nổi trước khả năng tấn công đến từ bộ đôi đó một chân họ mà thôi. Chào còn tự tin đứng trước ba thành viên đối phương cơ, hỏa dương Hiệu Triệu được gọi nhắm vào vị trí của Tok, nhưng mà Tok đã về được một cách nó an toàn. Còn bùi đỏ thì sao, cũng giữ được bùi đỏ không, thu bùi đỏ theo ra khá đẹp. Nó đang chia cắt đội hình bên phía của các vị Phoenix Phoenix được pha tràn vào đến từ vị trí của SkyFL là tuyệt vời, và Hiệu 3 nằm xuống đi theo, sau đó là Tok với double kill cho SkyFL. Chào bị bắn nhưng Chào vẫn thừa sự chống chịu, công vào mọi thứ. Còn đội hình của Phoenix Phoenix thì chưa mất ai cả, bây giờ thì họ buộc phải tham gia giao tranh. Nhưng người bị hút tung lên đó là Redetton, và điểm hạ gục thứ ba của triple kill không chính thức dành cho cũng đang là còn đẩy endgame luôn hay không đây. Có lẽ là chưa, nhưng họ muốn bắt hai người không vào đường dưới này. SkyFL đang là người đi trước và họ có được điểm vào cộng đầu tiên. Vì bên kia hồi ba tay đôi cũng phải đó hồi 28. Không có cửa, không có cửa để thắng. Và bây giờ thì khi mà bóng nó bị giật lại rồi thì cũng chỉ là lên bảng đếm số nốt mà thôi. Và 11-2 là tỷ số về điểm hạ gục. Tâm biến lên đến từ vị trí của Công, anh ta đang muốn dứt điểm luôn. Mẹ chàng con ở phía bên kia và con không thể nào chạy về được. Sẽ là 3-0 dành cho Phantom Phoenix. Đội tuyển ở nhánh dưới đang là người lại làm tốt hơn cho cục LBL 7 này trước một đại diện tục top 4. Rằng đội hình bên phía của Xbox sẽ phải gặp rất nhiều những vấn đề. Nó Phoenix thì như chúng tôi nói thì họ chỉ còn lại một đấu 12-4 về KDA. Đường dưới thì nếu như nó cứ thua như thế này thì sẽ rất rất khó. Hơi ba lần này anh ta có một vòng dừng tay, anh ta có một vòng dừng xuống khu vực đường dưới. Nhưng đây là một tình huống thi đấu mà có lẽ đổi bạc của Chao để đem về điểm chiến công đầu. Nếu mà J-Spot muốn hướng đến việc giao tranh thì có thể có lợi thế này cho mình. Và một lần chọn đó vị trí của Tak, Tak đang mất được cây báo la và bóng băng nghị sĩ của mình. Hoặc sợ là rất lâu, cú đạp và đó là lượt sát thương dứt điểm. Và cũng đã có lên trên vị trí của Công phía bên kia. Thì bây giờ người đến trước đó là vị trí của Đo 28. Đi sao chưa thể vào được trong phạm vi yếu đài nhưng bị áp sát. Chào đã bị dính rất nhiều lượng sát thương, bị gặp phi tiêu trùng, có cái sức trên người chưa dám bay vào được con, bởi vì đấy là một tình huống mà nếu như anh ta cái chiêu thức của họ nhìn nó rất rời rạc. Tak này đi thoát lại bước ra trước bốn thành viên đối phương và có thể nằm xuống lần thứ hai liên tục. Đoạt mệnh, bây giờ đoạt mệnh được hai người, Hiệu 3 gỡ được một mạng, gỡ được hai mạng. Nhưng mà vị trí của Công cũng không thoát được trong tình huống đó. Phoenix, họ vào đây thích những cái stack đến từ cái chiêu quay tay của anh chàng Shinzo 7. Công đồng đã có, Hoa Dương Hiệu Triệu được gọi, Công có thể là người được chọn là mục tiêu. Công bị hất tung lên nhưng cú đoạt mệnh của Hiệu 3 đã lại hơi vào không khí một xíu. Điểm hạng gục vẫn dành cho các thành viên bên phía của Traceport. Trên SkyFL đang đẩy, có sự bắt up với từ Shinzo 7. Các thường nhồi vào luôn vì họ biết được rằng là họ có bao nhiêu người ở đây. Và lại sai rồi, đến từ người chơi đường trên bên phía của Traceport. Mất cả trụ, mất cả rồng. Shinzo 7 đã về được tới nhà. 3-4, một thủ băng thẳng vào trụ có vẻ như là hơi sai. Đạt mệnh không trúng ai, đó trúng được một người đó là Chao. Chao không có sự chống chịu đủ ổn mà tưởng lao lên, nhưng cái công lý Demacia lại không đúng thành viên. Rồi giờ người đang bị chia chân đó là SkyFL. SkyFL bị thấu như tới nửa máu và như anh ta không biết được có sự xuất hiện của Hiệu 3. Và Hiệu 3 có một điểm hạ gục rất quan trọng. Điểm hạ ta tiếp tục tăng tiến được sức mạnh. Bây giờ thì Lee Sao đặt mệnh được sử dụng mà họ dồn sát thương vào Lee Sao. Shinzo 7 hết máu rồi và Shinzo 7 nằm xuống. Cái siêu chạy thể đáp xuống là hơi trễ. Và có vẻ như là Chao cũng sẽ đi luôn, một tiếng lóc
tiếp tục thành công vào vị trí của Công. Và Công nằm xuống, cú triple kill dành cho vị trí của Yuri chưa? Không, đó là double kill dành cho vị trí của Hiu Ba. Ở thứ hai, và Hiu Ba có thể bị bắt lại. Và có vẻ như là muốn bỏ, nhưng khi mà họ bắt được vào vị trí của Single 7, đó là rất nhiều sát tươi được nhồi vào, có kiệt sức. Công dùng cho mình cú chiêu cuối, nhưng góc này cũng là sẽ góc khó về rồi. Skypel bơi giữa bốn thành viên đối phương và ta nằm xuống, Công cũng như vậy. Chào bị cancel cú đấm công lý và chào đi luôn. Và có vẻ như là tỷ số đã được rút ngắn cho các vị của eSports rồi. Sát thương tiếng là Hiu Ba là người bị dưới chân. Hiu Ba bị bắn, Hiu Ba bị đá. Cái sách đào này rất quan trọng với đội hình bên phía của FNAF Phoenix, nhưng Hiu Ba vẫn sống sót. Còn vị trí của Rồi 128 này ta nằm xuống. Rất nhiều nguồn tài nguyên của FNAF Phoenix đã mất. Thì khả năng 99,9% tùy vòng món đồ thứ 3. Bây giờ thì Coi có thể bị chọn là mục tiêu. Coi bị dồn sát thương, Coi bị đá, bị đấm, bị đẩy ngược về Coi. Coi nằm xuống là rất đẹp khi mà đó là 600 tiền cộng thẳng vào cho vị trí của Skybell. Nhưng Công lại đứng ở một góc quá sâu và ta bị dồn sát thương. Công vẫn chưa nằm. Chưa chết. Bây giờ là lợi thế 4-5 và khi mà lợi thế 4-5 thì cú chiêu cuối của Robo 27 dứt điểm được vị trí của Hiu Ba. Và bây giờ thì lợi thế lại có dành cho đội của FNAF Phoenix, họ cứ tràn lên với 4 điểm hạ gục. Lý sao sẽ là người thứ tư nằm xuống, anh ta về được không lấy cắt và sắt qua được tường. Nhưng cái tường này sẽ là rất dày, Hiu Ba không còn gì cả, ta vẫn còn tốc biến hồi kịp. Và vẫn... Các thành viên bên phía FNAF Phoenix đi gỡ lại ở sau pha tiểu vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem họ có thể làm được gì nữa hay không. Siêu Hùng giả thế đáp xuống, bấm đồng hồ, đó là vị trí của Con. Con vẫn là còn hơn một nửa cái bóng, anh ta sẽ gặp quá nhiều nguy hiểm. Chào thì đã thấp bóng rồi, Chào biến mất. Phía bên kia, một cú luật mệnh tiếp tục là trượt. Cú luật mệnh là trượt đến từ vị trí của 23, nhưng ta vẫn có thể đu theo để với tu tốc tốc biến của mình để có thể dứt điểm đi vị Chào của này. Chào, chỉ còn lại một mình đó, Skypel đang còn sống mà thôi. Còn thêm vị trí của Single 7 nữa, và tốc ý là dồn sát thương. Hiu Ba có thể bị gọi là mục tiêu, vẫn bị hất tung lên, không còn gì để cho Single 7 có thể về được nữa cả. Và như vậy là 1-3 dành cho JSport dù vẫn còn những vết xước. Tại vì sao? Tại vì Skypel sẽ có một khoảng thời gian và không gian rất dễ để lòn ra tiếng sau. Thậm chí còn có thêm được một cái đã xung và góc này sẽ là hơi khó. Lee Sao bị giữ chân, Lee Sao về được với cắt và sắt. Tình huống giữ chân lại và Single 7 đang bị tạt một góc khá khó. Tao bị đấm, bị đá, bị vô sát thương. Hóa như hiệu triệu hút tới hai người, một pha lao thẳng vào của Lee Sao. Bắt đầu vị trí của Công, Công vẫn về được với một chấm máu. Skypel cũng quẩy được tiếng sâu với lượng truyền máu của mình. Chưa ai nằm xuống như con sứ giả đã thuộc về cho FNAF Phoenix. Đó là buồn ngủ cho chúng tôi buồn ngủ và giờ phải thiếu thì buồn ngủ thật sự. Nhưng bây giờ Skypel bị bắt lại và bao nhiêu thứ để viết về. Cũng hơi nhiều thứ nhưng cái thiêu đốt của Tóc mới là người ăn. Nhiều như thế thì họ sẽ phải trả giá những gì. Một cú hoạt giới hiệu triệu không chính xác, nhưng đấy một tình huống cú đấm kết hợp cùng cả tốc biến tốt. Và bây giờ thì họ đang cùng lưới các thành viên bên phía của Chase Sport. Hồi bằng đã người nằm theo, Tóc cũng đang không có gì để về, cũng bóc bỏ đeo vào trong thêm trụ. Nhưng đó là một tình huống quy tốc biến theo đến từ vị trí của Dom 128. Và bây giờ thì Lisa đang muốn gỡ gạc ở đây, nhưng Công ta đang vừa có một tình huống bấm là chặt phép của mình là vô cùng nhạy cảm. Và đó là một tình huống Con được xả ra tốc thoải mái từ tuyến đằng sau, không ai chả một được con ở trong phần điều đó cả. Đội va vào nhau. Bây giờ sẽ là câu chuyện ở con rồng. Đây là một con rồng quan trọng. Và Hiu Ba bị giữ chân, Hiu Ba bị dồn sát thương. Hiu Ba không nhận cái bóng của mình về được. Ở phần FNAF Phoenix, Hiu Ba chưa hồi sinh ra và Lisa đã muốn lao vào rồi. Một tình huống tấn công. Tôi được chọn là vị trí của Công. Bị ăn luôn cả tên lửa được. Vì nó tâm nhiệt chưa phải là một tình huống có thể dứt điểm được vị trí của Công. Nhưng Công bây giờ mới nằm xuống, đó là Hiu Ba quay ngược trở lại rồi. Một tình huống cũng đã cướp được dòng thành công đến từ vị trí của Hiu Ba. Anh ta vừa có một tình huống làm được đôi trong pha thi đấu vừa rồi, vừa có mạng vừa có được con rồng. Họ chỉ phải bỏ lại một điểm vào cục duy nhất, đó là Tắc mà thôi. Chỉ cũng coi để có thể check nhìn, vẫn còn đó một cái xung đỉnh cao thế nữa. Còn bùi đỏ này thì nó nằm gần từ vị trí của FNAF Phoenix. Bây giờ phải chèn vào vì Skypel tìm thấy được tuyến sâu và coi bị dòng sát thương cũng chặt quý ba hai người và Yuri biến mất bản đồ và double kill có cho round 128. Vị trí của Yuri đúng là coi đang được bắn, nhưng coi cũng nằm luôn, quét sạch không có nhưng dành cho FNAF Phoenix. Có cảm giác là muốn end luôn khi đây là một tình huống quét sạch rồi. Sinh tiêu 7 sẽ là người chống chịu trước. Đợt lính bắt đầu đẩy vào, có xe thì chắc chắn sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của FNAF Phoenix rồi. Họ chỉ cần đúng một tình huống giao tranh quan trọng nhất khi mà con Vladimir của Skypel có thể vào ở tuyến sau và cô lập được cả vị trí của con cũng như đó là vị trí của Lee Sao. Đó là chiến thắng 4-1.